Dạ vâng. Thật ra thì hôm nay con cũng xa quê và con thì cũng ở nhà cũng làm tiếng mẹ để làm bằng tuổi. Chú thì hôm nay con xa nhà, 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 xa vui vẻ phát tài con vui tươi mãi mãi. Thế cảm ơn con nhá, cảm ơn con nhá. Báo cáo với cả nhà là con nó có giới thiệu là con bây giờ con đang sống xa quê mà con rất nhớ mẹ, nhớ gia đình. Bây giờ con thấy cái cuộc vui của các bậc làm cha làm mẹ này là con rất phấn khởi. Con sang con tặng là cũng như là tặng mẹ con ở nhà, bây giờ con đang xa quê cũng không về được, để tặng mẹ con cái ngày nhân dịp cái ngày này. Đấy, quê giờ đang rất xa không về được, nhớ mẹ nhớ gia đình, và bây giờ là muốn là sang đây là truyền tải cái tình cảm lại với các ông các bà. Nào con mời cả các chú luôn ạ. À, xin tất cả nhá. Nào. Đấy. Hôm nay là ngày cả nhà yêu. Thế là rồi, cảm ơn con nhá. Ôi tuyệt vời quá, cảm ơn nhá, cảm ơn con nhá. Rồi tuyệt vời đấy, nhất con đấy, thật đấy mà, nó vẫn còn hiếu thảo thế đấy. Con ở xa, con ở xa con nhớ mẹ, con không về được. Đang ăn cơm ở nhà hàng đấy. Con ở xa con nhớ mẹ, con không về được để tặng hoa mẹ, rồi tặng mẹ những cái lời cảm ơn mẹ sinh thành ra. Đấy, minh thước đó. Tâm lý thật tiểu em nhé. Nó mạnh dạn nhá. Chứ bây giờ mới gặp các mẹ đây là hắn ấy truyền tải. Ý là nó bảo con truyền tải lại cái cảm động này, nó nhớ nhớ mẹ. Không phải đâu, nó nhớ mẹ nó. Nhiều anh nhớ mẹ không nói được, không nói được, không dám nào. Nhớ mẹ quá. Ngày dậy ngày này đấy ở đâu? Ngày này nhớ mẹ quá, người ta vui vẻ chẳng về được, cái giờ ra chúc các mẹ. Hôm nay cái câu lạc bộ của mình rất chi là vui nhá. Quá. Ai không đi hôm nay tiếc lắm ấy, vui rồi mà tớ còn chảy nước mắt thế này, hạnh phúc quá. Thật sự đấy. Kể cả các con các cháu nó chỉ là người ở xã hội thôi mà nó vẫn còn đến cái câu lạc bộ đó. Nó có những cái lời chúc mừng gửi các mẹ các bà ở đây.